là riêng nha, đội trưởng là riêng, nãy giờ không tính đội trưởng. 20 người. Hôm nay cuối tuần ra biển rất là mát. Hôm nay thì trời muốn mưa rồi các bạn, nên là đi dạo biển rất là đông. Đang là mùa hè rất là đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.